nhà cháu xin gửi đến các cụ mợ một món ăn trong mâm cỗ. Và cái món ăn này được nhận được rất nhiều lời yêu cầu của các cụ mợ là nhà cháu làm món canh này đi. Và đây là một món canh đặc trưng của người Hà Nội, đó là món canh bóng thả. Để làm được canh bóng thả này thì tự nhiên đầu tiên là các cụ cần phải có nước dùng gà các cụ mợ nhá. Các cụ nếu không có nước dùng gà thì các cụ mợ có thể dùng nước xương bay lợn để chúng ta ninh thành nước dùng. Và cái nước xương bay lợn thì các cụ mợ xem lại số 4 thang, nhà cháu đã hướng dẫn các cụ mợ cách làm nước dùng lợn nó như thế nào rồi. Và tại sao lại dùng xương bay lợn thì nhà cháu cũng nói qua ở trong đó rồi. Và ngoài ra thì làm canh bóng thả thì dĩ nhiên chúng ta cần có một miếng nạc thăn. Ở đây hôm nay cháu sử dụng một miếng nạc thăn này là 100g. Đấy. Cháu cần có 40g tôm nõn khô đã được rang thơm và sau đó chúng ta sẽ ngâm nước ấm để cho nó tôm nó mềm. Tí nữa chúng ta sẽ ninh để cho tôm nó mềm và lấy cái nước mùi thơm của tôm. Chúng ta sẽ cần có một chút nấm hương, chỗ này khoảng độ 20g nấm hương. Và các cụ mợ nhớ là trước khi ngâm nấm hương, các cụ mợ rửa thật sạch nấm hương. Sau đó các cụ mợ ngâm với nước ấm cho cháu và sau khi mà ngâm xong thì chắt lấy một ít nước nấm hương này để cho nó, tí nữa chúng ta đổ vào canh bóng cho nó thơm. Đấy. Và cháu cần có một củ gừng khoảng độ 30g nướng thơm lên, nên tí nữa chúng ta sẽ rửa sạch và đập dập cho vào nồi nước bóng để cho nó thơm. Tuy nhiên là các cụ mợ có thể là cho một củ gừng tươi vào cũng được, không cần nướng cũng được, nhưng mà gừng nướng thì nó sẽ thơm hơn rất nhiều. Và chân tẩy bóng thì nó phụ thuộc vào mùa nào thức đấy. Các cụ có thể ở đây thì cháu dùng 3 loại cơ bản, đó là su hào, đang mùa vụ su hào, cà rốt cũng đang mùa vụ cà rốt và pha lơ xanh. Ngoài ra cháu sử dụng một chút đậu Hà Lan và một chút rau mùi để tí thả lên trên bóng. Và ngoài ra thì mùa nào thức đấy các cụ mợ có thể thay được bất cứ su hào thì các cụ mợ có thể thay cho cháu bằng su cũng được. Rồi là hoa lơ xanh thì các cụ mợ thay bằng hoa lơ trắng hay vân vân. Các cụ mợ mùa nào thức đấy có thể mà cho các loại rau theo mùa vụ, theo cái khẩu vị của nhà mình, chứ không phải cứ là su hào hay là cứ là hoa lơ xanh đâu ạ. Và cà rốt thì giữ nguyên để cho cái bát bóng nó có nhiều màu sắc cho nó đẹp. Và cái đậu Hà Lan thì cũng vẫn phải không thể thiếu được. Thì ngoài ra thì chúng ta sẽ cần có một chút cái rượu gừng. Rượu gừng để làm gì ạ? Rượu gừng chính là để tẩy bóng. Và đây, cái nguyên liệu quan trọng nhất là bóng bì. Đây các cụ mợ nhìn thấy này, cháu ngâm trước khoảng độ 2 tiếng đồng hồ trong nước gì đấy ạ? Trong nước gạo đặc các cụ mợ nhá. Ngâm trong nước bóng bì, trong nước gạo đặc để mục đích làm cho bóng nó hết hôi. Và thứ hai nó làm trắng bóng. Đấy, thế thì nếu mà các cụ mợ khi mà trước khi ngâm, các cụ mợ phải rửa qua cái bóng thật sạch dưới nước. Sau đó các cụ mợ cho cái miếng bóng này vào trong nước gạo đặc các cụ mợ ngâm. Nhưng để làm cho cái bóng mà nó chìm xuống dưới thì các cụ mợ phải dùng cho cháu một cái vật nặng, như cái cối này chẳng hạn, hoặc là một hòn đá, hoặc là một cái bất cứ một cái vật gì thật nặng để chèn cho cái bóng nó chìm xuống dưới nước. Thì nó sẽ làm mềm bóng trong 2 tiếng này, nó như này. Nó làm mềm bóng. Và các cụ đi chợ thì mua cho cháu một cái miếng bóng thăn. Bóng thăn nó trắng và nó mỏng, chứ nó không quá dày là được. Đấy. Cái miếng bóng thăn này thì các cụ mợ ngâm cho cháu 2 tiếng đồng hồ nó mềm như này rồi. Tí nữa chúng ta sẽ cắt thình quả chám và chúng ta sẽ rửa thật sạch. Rồi chúng ta sẽ tẩy rượu gừng, xong chúng ta cứ rửa đi rửa lại cho nó hết cái mùi rượu gừng, hết mùi hôi của bóng. Tẩy rượu gừng vào đây mục đích là làm cho nó cho hết mùi hôi của bóng. Rồi chúng ta sẽ cắt, chúng ta sẽ bóp cho nó thật khô đi. Khi rửa sạch chúng ta sẽ bóp thật khô đi, rồi chúng ta sẽ ướp trong nước dùng gà có pha gia vị. Để làm gì ạ? Để mục đích cho nước dùng gà nó ngấm vào cái bóng này, để khi chúng ta nấu, nó nấu cho nó trong nước dùng nó rất là nhanh, nhưng mà nó lại ngấm gia vị và nó không bị chuối chuội cái bóng. Đấy là cái cách. Và các cụ của mợ có biết tại sao mà gọi là bóng nấu thả không ạ? Bóng thả, mọc thả, vân vân đều là nấu thả. Tức là thả là gì? Là thả các nguyên liệu vào trong nước dùng, nấu rất nhanh rồi vớt ra. Rồi chứ sau đó chỉ làm sôi nước dùng và chan vào canh thôi thì gọi là nấu thả. Giả dụ canh mọc cũng thế, thả nhanh cái mọc vào, nó nổi cái là vớt ra luôn, rất là nhanh. Rồi là bóng thả cũng thế, các loại bóng, các loại chân tẩy sau khi mà chúng ta đã làm xong rồi chúng ta sẽ cho vào trong nước dùng rất nhanh, vớt ra và chúng ta sẽ bày ra bát và chúng ta sẽ chan canh là xong. Và bóng này, để làm bóng này thì người Bắc thì rất là rõ, cho các cụ mợ người Nam thì cái bóng này có người biết, người không biết và cũng không để ý nhiều vì canh bóng này không thường xuyên ăn. Và cái bóng này thì được người ta làm từ bì lợn. Và cái món canh bóng này người ta làm từ bì lợn. Và cái bì lợn như cháu nói là người làm bì lợn ngon nhất là chính là cái bì ở sống lưng, ở chỗ thăn lợn ấy. Là gọi là bì lợn ngon, là gọi là bóng thăn. Thế thì cái bì lợn này người ta mua về, người ta sẽ phải cạo rửa thật sạch.
cạo thật sạch cho hết lông và hết đấy. Và các cụ mợ nhớ rằng là người ta phải nạo hết cái phần mỡ nó dính ở dưới bỉ, nạo thật sạch đi bằng cách là dùng con dao nhọn cứ ngồi cứ gạo nạo nạo nó đến khi nó thành một cái lớp bỉ, chỉ có bỉ không là được. Và phía trên thì bao giờ cũng phải sạch lông và cạo cho nó trắng cái bỉ ra. Sau đó rửa thật sạch rồi bắt đầu là dùng hai cái tre nhọn dài đan hình chữ thập như này này, căng cái miếng bóng ra, căng nó căng ra như là căng gần như là căng da trống ấy ạ. Xong bắt đầu phơi ở dưới nắng, phơi dưới nắng khoảng độ vài nắng, khoảng độ chục nắng để cho nó cong khô, cong cái miếng bóng lại, khô cứng lại, cầm cái miếng bóng mà gõ xuống bàn là cục ấy là được. Sau đó là chúng ta sẽ nổ. Có hai cách nổ bóng. Cách thứ nhất là các cụ mợ cho vào trong một cái lò như cái lò bánh mì cho cháu, và cái dưới tác dụng của nhiệt độ nóng nó sẽ nổ đồm đồm và nó tự cái bì nó sẽ rộp lên, gọi là nổ bóng. Và các cụ mợ nở cho nó chỉ nổ tới độ thôi chứ đừng để cho làm cho nó vàng quá, mà cái bóng nó sẽ không ngon. Nó trắng trắng như thế này này nhưng mà nó đừng vàng quá và nó nổ hết cái lớp bì là ngon. Còn thứ hai nữa là nhiều người thì bảo tôi không có lò thì tôi nổ bằng gì. Tức là các cụ ngày xưa có một cái mẹo rất hay, tức là các cụ mợ rang cát khô lên, xong đó là vùi cái miếng bì vào trong ạ. Cái cát nóng nó cũng làm cho cái bóng nó đổ được ra. Đấy, đấy là nguyên tắc của cái dùng cái lò. Các cụ rang cát khô xong các cụ đổ để vào một cái chảo rất là to, nhiều cát khô rang lên, rang thật nóng lên, xong bắt đầu là vùi cái miếng bì đã phơi khô vào thì bắt đầu nó nổ, nó cũng nổ đồm đồm gần như là để trong lò đấy ạ. Đấy là hai cách nổ bóng. Sau đó là mọi người lấy, khi mà lấy bóng ra xong bắt đầu là lau thật sạch nó đi cái cát đi, xong bắt đầu là đóng vào túi để kín ở trên, buộc ở trên trạm bếp ý, để dùng khi nào đến Tết bắt đầu mới dùng. Thế ngày xưa người Hà Nội thì không đi mua ra chợ mua bóng đâu. Có người thì tại vì là khó khăn, nhất là cái thời bao cấp ý, thì thường là Tết nhất bắt đầu mới được ăn thịt, mới được ăn nhiều thịt, thì bắt đầu mua hẳn một miếng thịt to về, cái phần bì ở trên bắt đầu cắt ra và các cụ làm bóng luôn. Làm bóng trước Tết khoảng độ 20 ngày đến 1 tháng là được, là lúc đó là chúng ta đến Tết là chúng ta có bóng ăn rồi. Và đấy là cháu nói qua về cách làm bóng là như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nấu bóng luôn các cụ mợ nhé. Rồi các cụ mợ ơi, bắt đầu chúng ta sẽ nấu bóng nhá. Để nấu bóng được thì ngày hôm nay nhà cháu dùng nước dùng gà các cụ mợ nhá. Cháu sẽ không lấy nước xương mà cháu lấy luôn nước dùng gà, vì là cỗ bao giờ cũng luộc gà mà. Thế lấy cái nước luộc gà mà để nấu bóng là ngon nhất các cụ mợ ạ. Không thì dùng nước xương cũng được, nhưng mà nước luộc gà thì nó rất là thơm, để nấu bóng rất là ngon. Thế nên là ngày hôm nay cháu dùng nước dùng gà. Và ở đây cháu sẽ dùng 1 lít nước dùng gà trước nhá. Để cháu sẽ cho một miếng nạc thăn đã được rửa sạch như thế này vào. Chúng ta sẽ luộc chín trong nước dùng gà này luôn, để cho nó ngọt và cái miếng thăn này nó chín luôn. Tí nữa chúng ta sẽ thái lát ra cho vào canh bóng. Cụ mợ ơi, cái tôm khô này chúng ta sẽ phải rang thơm này. Chúng ta bỏ hết cái phần mày, phần chân ở dưới chân này nó đi này. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ ngâm vào trong nước nóng, nước ấm hoặc nước nóng già để cho nó mềm tôm ra. Sau khi mà chúng ta luộc thịt thăn ở trong nước dùng nó chín rồi thì chúng ta sẽ đổ cả cái phần tôm với phần nước đã ngâm vào trong nồi nước dùng để chúng ta ninh cho tôm nó mềm và cái nước tôm nó tiết ra cái nước bóng này cho nó ngọt, cái nước canh này cho nó ngọt. Để chúng ta lấy thêm cả một chút mùi thơm của tôm nữa thì đúng đó, chúng ta sau đó chúng ta sẽ nêm gia vị và chúng ta sẽ cho các loại rau vào để chúng ta nấu với cả bóng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ phải làm chân tẩy. Chúng ta sẽ làm chân tẩy của từng loại rau trước, xong rồi chúng ta sẽ là hướng dẫn các cháu sẽ hướng dẫn các cụ mợ tẩy bóng. Sơ chế bóng như nào, tẩy bóng ra làm sao và chúng ta thái quả chám như thế nào. Bóng thì chúng ta phải tỉa hoa, đây gọi là chân tẩy các cụ mợ nhá. Nhưng cái này gọi là chân tẩy. Thế thì chân tẩy của canh bóng rồi chân tẩy của xào thì đều là gọi là chân tẩy hết các cụ mợ nhá. Ngày xưa cái cách gọi của các cụ là gọi là chân tẩy. Thế thì cái phần củ su hào này này, hoặc là củ su su này, hoặc là cà rốt, chúng ta sẽ tỉa hoa chân tẩy. Ở đây cháu sẽ hướng dẫn các cụ mợ tỉa một cái hình chữ nhật. Đấy. Đầu tiên là chúng ta sẽ tỉa làm bốn cái cắt hai hành hai chữ V và bốn góc. Đây chúng ta đang làm chân tẩy bằng su hào trước nhé các cụ mợ nhé. Cái chân tẩy này các cụ mợ có thể áp dụng cho các món xào thập cẩm hoặc là canh bóng. Đấy. Chúng ta sẽ tỉa vào bốn góc này hình chữ V này để nó ra được bốn cái cạnh. Đây ạ. Đấy. Tiếp đó là chúng ta tỉa hình một hình chéo vát khoảng độ 45 độ và một hình chéo vát khoảng độ 30 độ để nó ra được một cạnh như thế này, cạnh chéo như thế này. Tương tự chúng ta cũng sẽ làm ngược lại như vậy để chúng ta ra được một cái hình mà chữ nó như chữ M ấy các cụ mợ. Một cái chéo vát 45, một cái chéo vát 30. Đấy, thấy chưa? Phần dưới chúng ta cũng sẽ làm như vậy luôn.
Cháu nhắc lại nhá, đối với cái món xào hoặc là món canh bóng này, những cái rau mà tỉa hoa như này thì các cụ gọi là tỉa chân tẩy. Chân tẩy bằng su hào, chân tẩy bằng củ cải hay chân tẩy bằng hoa lơ đều gọi là chân tẩy hết. Đấy, các cụ mợ nhìn thấy hoa chưa? Đấy. Nếu mà các cụ mợ muốn đẹp hơn thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ làm một cái rãnh sâu nữa ở hai bên thành của nó để cho cái hoa chân tẩy này nó rõ luôn. Đấy các cụ mợ ơi, đấy. Đấy. Rồi chúng ta sẽ cắt khoảng 0,3 cm, thái lát mỏng. Còn cái phần đầu này thì để làm gì? Có thể là các cụ mợ cho vào các cái món ăn khác, giả dụ như món hạnh nhân xào hoặc là những cái món mà tận dụng như làm như chúng ta làm dưa góp chẳng hạn. Nhưng mà cái đầu này thì cháu hay làm bông cái lá gần như cái lá dương sỉ ấy ạ. Tức là chúng ta tận dụng cái phần tròn này của nó này, chúng ta lại gọt lõm vào phần phía giữa của nó một chút đây. Để cho nó lõm gần như là cái lá ấy. Đấy các cụ mợ nhìn thấy chưa? Đấy, xong rồi là các cụ mợ cứ một lát chéo 4 vát 45 độ và một lát 30 độ như này. Cứ 30 45. Đấy. Thì nó sẽ ra là các cái răng cưa của cái lá. Hai bên làm tương tự như vậy luôn ạ. Đấy, một bên nó sẽ như này các cụ mợ nhìn này. Đấy, bên còn lại cũng làm tương tự như vậy luôn. Cũng một bên 45, một bên 30. Cô mở chọn cho cháu cái củ su hào mà nó non nhé, thì chúng ta tỉa nó rất là nhanh. Đấy, cháu có cái lá đây rồi này, các cụ mợ nhìn này. Đấy, thấy chưa? Hai bên, đấy. Thấy chưa, các cụ mợ nhìn thấy chưa? Tí nữa chúng ta sẽ thái lát. Các cụ mợ ơi, sau khi tỉa xong rồi chúng ta sẽ thái lát mỏng 0,3 cm các cụ mợ nhá. Đấy, các cụ mợ nhìn thấy hoa của cháu chưa? Đây này, đấy. Một cái hoa chân tẩy nó như thế, đấy. Có rất nhiều hình khác nhau nha các cụ mợ nhá. Nhưng mà đây là cháu hướng dẫn các cụ mợ cái hình đơn giản nhất đấy ạ. Các cụ mợ có thể làm được chim, rồi là hình vuông, rồi hình chữ thập, rồi hình bát giác, hình lục giác, vân vân, hình hoa. Các cụ mợ cẩn thận không là cắt xéo vào cái phần hoa đấy nhá. Rồi ạ, đấy. Chân tẩy, đây, chân tẩy su hào đã xong này. Đấy. Tiếp đó là cái phần cái lá. Đây các cụ mợ ơi, các cụ mợ hình dung này, nhìn thấy rõ dễ chưa ạ? Đấy, cái lá đấy. Rồi, bây giờ đến cà rốt các cụ mợ nhá. Cà rốt thì chúng ta cũng có rất nhiều loại hoa khác nhau. Hoa sen này, rồi là hoa đào này, rồi trong chóng vân vân. Hôm nay cháu sẽ tỉa hai loại hoa thôi, là hoa sen và hoa đào nhé các cụ mợ nhé. Cái hoa đào thì chúng ta chỉ cần là làm các cái rãnh nhỏ hình chéo, mỗi rãnh cách nhau khoảng 1 cm như này. Đấy. Các cụ mợ đừng làm 4 cánh nhá, ít nhất là phải từ 5 cánh trở lên nhá. 6 cánh hay 7 cánh đều được, nhưng miễn ít nhất phải đây, cháu làm được 2 4 6 7 cánh đây. 5 cánh trở lên là được, là đẹp, chứ không làm 4 cánh đâu nhá. Đấy. Xong bắt đầu là từ mỗi cái rãnh này, từ phần giữa các cụ mợ gọt tròn ra cho cháu sang hai bên để nó tạo ra một cái cánh hoa. Đấy, nó như vậy. Bên này cũng gọt như vậy. Cụ nào mà có cái khuôn tỉa sẵn hoa rồi thì thôi. Thì chỉ cần đục một phát là nó ra thôi, chứ còn nếu cụ nào mà không có khuôn thì chúng ta sẽ phải gọt như này. Đấy, thì nó cũng sẽ ra được bông hoa. Và gọt sâu xuống dưới thì cái cánh nó sẽ rõ ra. Thật ra cái này chỉ cần khéo tay một chút thôi, cũng không quá khó đâu ạ. Cứ như thế chúng ta sẽ làm hết.
Đây các cụ mợ ơi, đây. Đấy ra là cái hoa đào. Còn cái hoa sen thì chúng ta sẽ làm cái hoa sen thì nó cũng gần như cái lá thôi. Đầu tiên là tỉa một cái rãnh hình chữ V to như này. Đấy, sau đó là chúng ta sẽ tỉa hai bên để ra là hai cái chân đế hoa. Đây nó như này ạ. Xong các cụ mợ cứ gọt cho cháu là 30-45 thôi để cho nó tạo ra cái cánh hoa thôi. Cứ 30 xong là lại chéo vào một cái 45. Đấy. Cứ một cái sâu xuống 30 thì một cái 45. Còn đều sang hai bên. Đây, một bên nó sẽ như này. Đấy, các cụ mợ nhìn ra cái bông hoa sen chưa ạ? Đấy, tương tự cái bên còn lại chúng ta cũng sẽ làm như thế. Đây, các cụ mợ ơi. Đấy, bông hoa sen của cháu đây. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ thái lát khoảng 0,3 thôi ạ. Rồi, các cụ mợ ơi, bây giờ chúng ta sẽ thái 0,3 nhá. Đấy, chân tẩy, cà rốt, ra các cái hoa. Đấy. Đấy. Bây giờ đến hoa lơ xanh. Cái hoa lơ xanh thì các cụ cắt miếng vừa ăn cho cháu thôi nhá. Và bỏ cái chân đừng lấy nhiều dài quá nhá. Đây, miếng vừa ăn là một miếng nó như thế này là vừa. Đấy, các cụ mợ đừng cắt to quá. Thì cái mâm cỗ lên cái bát lơ bát bóng của chúng ta nó sẽ không đẹp. Nên là các cụ cắt miếng vừa ăn cho cháu thôi. Và đừng lấy cái chân nó dài quá. Đấy, cứ miếng nhỏ nhỏ như này là vừa này, là đẹp này. Đấy. Rồi các cụ mợ ơi, cái miếng thịt thăn này sau khi mà ra chín như này rồi nhá, thì chúng ta sẽ vớt ra nước lạnh. Các cụ mợ sẽ ngâm trong nước sôi để nguội cho cháu nhá. Không nó sẽ thâm cái miếng thịt thăn này đấy ạ. Nên các cụ mợ ngâm vào trong nước sôi để nước sôi để nguội cho cháu này. Và bây giờ các cụ mợ đổ cho cháu cái nước tôm vào đây nhá, cả tôm nõn vào đây để ninh cho nó mềm tôm ra, cho nó thơm và nó ngọt nước dùng với cả một củ gừng đập dập các cụ mợ nhá. Rồi các cụ mợ ơi, bóng sau khi cháu ngâm được 2 tiếng đồng hồ rồi nhá. Đấy, cháu ngâm được 2 tiếng đồng hồ và cái miếng bóng nó đã mềm như thế này này. Đấy. Chúng ta sẽ mang ra, chúng ta sẽ rửa sạch và chúng ta sẽ tẩy với rượu gừng các cụ mợ nhá. Để cho cái miếng bóng nó sẽ hớt hôi và nó sẽ trắng cái bóng. Đây là các cụ mợ nhìn thấy trắng không ạ? Và các cụ mợ sẽ bóp thật nhẹ tay như này thôi nhá. Đấy, nước gạo là chúng ta sẽ đổ đi. Đấy, miếng bóng này với chúng ta sẽ mang ra rửa sạch và chúng ta sẽ tẩy rượu gừng. Cái bóng sau khi chúng ta ngâm trong nước gạo ấy, các cụ mợ rửa sạch cho cháu nhé, để cho cái nước gạo nó ra bớt trong cái bóng nó đã ngấm, cái bóng này nó ra bớt nhá. Đấy. Bỏ cách bóp nhẹ, rửa sạch đi khoảng độ 2-3 nước gì đấy. Đấy, như này thôi, đấy. Xong là chúng ta lại rửa lần nữa. Đấy, bằng cách bóp nhẹ. Bóp nhẹ thôi các cụ mợ nhé. Các cụ mợ đừng có bóp mạnh mà nó nát cái miếng bóng đấy ạ. Bóp mục đích để cho cái bóng nó mềm và cho nó bị, nó tan cái nước gạo nó ấy ra bớt thôi. Để cho cái miếng bóng nó mềm mà nó trắng. Ngâm nước gạo cho nó trắng bóng và nó hết hôi. Rồi. Xong. Bây giờ chúng ta sẽ đến công đoạn là tẩy rượu gừng. Cái làm bóng này nó tỉ mỉ là như vậy đấy các cụ mợ ạ, chứ nó không phải là dễ đâu. Ở đây các cụ mợ sẽ cho cháu vào đây khoảng độ 50ml rượu gừng nhá. 50ml rượu gừng đã ở đây cháu đã làm rượu gừng. Đấy. Như thế. Rượu gừng cho vào đây để mục đích là để làm gì ạ? Để là tẩy hôi bóng cho bóng thơm. Đây là cách tẩy bóng đấy ạ. Người Hà Nội hay gọi là tẩy bóng. Và cho vào, chúng ta cho rượu gừng vào, chúng ta xoa đều và chúng ta cũng bóp nhẹ tay. Đấy. Nhưng sau khi mà tẩy bóng cho nó hết hôi rồi, các cụ mợ lại phải rửa cho cháu 4-5 nước để làm gì? Hết mùi rượu gừng. Đấy, mục đích là thế thôi ạ. Không để cái mùi rượu gừng nó còn vương ở trên bóng là không được, là chưa đạt yêu cầu. Đấy. Đấy, các cụ mợ nhìn thấy này, cái nước gạo nó thôi ra nước rượu gừng này. Nó làm cho trắng cái nước rượu gừng. Đấy. Đấy, các cụ mợ tẩy kỹ cho cháu một chút. Không làm vội được đâu ạ. Rồi. Ta đổ đi. Bây giờ chúng ta lại rửa 4-5 nước các cụ mợ nhá. Để cho nó hết cái mùi rượu gừng là được.
Đây, các cô mợ ơi, sau khi mà cháu rửa 5 nước đã hết mùi rượu gừng như này. Mình cho lên mũi mình ngửi, nó hết mùi rượu gừng rồi, nó chỉ còn cái mùi của bóng một chút phăng phất của bóng là được. Là các cụ mợ sao sẽ không rửa nữa nha. Và sẽ bóp nhẹ tay cho miếng bóng nó ráo. Đấy. Đấy, như này là được. Đấy, các cụ mợ nhìn thấy miếng bóng trắng nõn ngon không? Đấy, trắng này và khô như này này. Bóng sau khi mà chúng ta đã tẩy khô ráo và thơm như vậy rồi các cụ mợ nhá, chúng ta sẽ cắt miếng để cho vào canh bóng. Thì ngày xưa ấy, thì vì là bóng nó đắt nên là có người thì cắt miếng chám bé. Thì có người thì cắt nó chám nó dài hơn để bày vào 6 miếng vào bát cho nó đẹp. Cháu thì cháu thích cắt chám nó dài một tí để cháu dựng mấy miếng bóng lên cho đẹp. Và một bát bóng thường là 6 miếng vì 6 người mà. Đấy. Thì các cụ cắt cho cháu một cái đoạn này dài khoảng độ 5 phân. Sau đó các cụ vát cho cháu khoảng độ 35 độ. Đấy. Cứ một miếng bóng như này. Đó. Để tí các cụ xếp vào thành 6 miếng thì nó rất là đẹp. Cái phần 3 viên này chúng ta sẽ cho vào món xào các cụ mỡ nhá. Đây các cụ mợ ơi, 6 miếng. Đấy. 6 miếng bát canh bóng như này. Đấy. Xong là chúng ta sẽ cho vào bát. Đây. Chúng ta sẽ múc nước dùng mà đã ninh, có tôm, có thịt, có nước dùng gà vào đây để chúng ta ướp bóng cho bóng nó ngấm nước dùng. Các cụ mợ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ múc nước dùng vào đây. Cũng có người thì thường thả bóng vào trong cái phần nước dùng như thế này. Đấy, nhưng mà nhà cháu thì từ ngày xưa lệ cổ các cụ thì chuyên làm như này vậy ạ. Lại múc nước dùng gà đã ninh tôm đã được luộc thịt trong cái nước dùng này, sau đó là múc ngược trở lại bát bóng bát để mà ướp bóng cho bóng nó ngấm, cho bóng nó ngấm nước dùng và nó không bị nhạt bóng mà nó thơm được mùi nước dùng của tôm của gà vào trong cái miếng bóng như này ạ. Đây là một cách làm rất là cầu kỳ đấy ạ, và không phải ai cũng nắm được cái kiểu này, nhưng mà cháu làm này cháu thấy rất là ngon, nên là các cụ mợ cũng ướp với nước dùng gà cho cháu với bóng từ trước nha các cụ mợ nhá. Chúng ta ninh tôm 30 phút, tôm đã mềm rồi các cụ mợ nhé. Thì bắt đầu chúng ta sẽ cho nấm hương vào đây này. Phải bắt đầu cho tiếp nấm hương vào các cụ mợ nhé. Để tí nữa chúng ta sẽ vớt tôm ra nhá. Và cho một chút nước nấm vào để cho nó có cái mùi nấm và mùi tôm, mùi bóng trong cái canh bóng này. Đấy, chúng ta sẽ ninh cho cái nấm nó mềm ra thêm một chút nữa, cho nó ngấm cái nước dùng gia vị. Sau đó là chúng ta sẽ hớt bọt và lọc lên cái nước trong. Để tí nữa chúng ta sẽ hoàn thiện bát canh. Các cụ mợ ơi, cái rau này thì ngày xưa các cụ mợ, các cụ cổ truyền ấy, các cụ thường cho thẳng vào canh bóng, thả vào canh bóng, xong đến khi nó sôi lại cái là vớt ra làm chân tẩy. Thế nhưng mà cái nước bóng như thế thì nó hơi đục một chút, nó không trong vắt như canh bóng mà cháu bây giờ, nên là cháu hay trần qua rau trước xong bắt đầu tí nữa cháu chỉ thả một chút vào trong nước bóng thôi, thả nhanh vào trong nước bóng một chút để lấy cho nó có cái vị đậm đà thôi. Xong bắt đầu chúng ta sẽ bày vào bát các cụ mợ nhá. Chúng ta sẽ trần rau trước. Và như cháu đã nói rất nhiều những cái số mà sử dụng các loại rau màu như này rồi ý, thì cái nào trần trước, cái nào trần sau thì các cụ mợ đã nắm được rồi. Thì ngày hôm nay cháu sẽ không phải nói lại, và cháu chỉ cho một thìa cà phê muối tinh vào đây này. Và bắt đầu trần nước là nóng nó vớt ra nước lạnh như là làm sao thì các cụ chắc là biết hết rồi đúng không ạ? Nên là cháu sẽ không cần phải nói lại đâu. Và các cụ mợ xem lại nhiều số cho cháu, nhiều cái món mà có cái rau trần này này. Đấy. Vì tại sao mà cái rau này nó phải trần? Tại vì là nó là một cái thực phẩm mà nó chín cũng lâu nên là chúng ta phải trần qua đi một chút. Nhưng mà vì chúng ta thái mỏng rồi thì chúng ta cứ để cho nó sôi lại, chúng ta vớt ra. Nhưng mà trần như thế này thì rau nó sẽ giữ được màu sắc, và sau đó là chúng ta chỉ thả vào chút vào nước bóng thôi, cho nó ngấm rất là nhanh là vừa. Rồi sôi lại các cụ mợ nhá, chúng ta sẽ vớt ra nước lạnh. Nước lạnh có một chút đá thì tốt. Đấy. Tiếp thứ hai chúng ta sẽ trần đến hoa lơ. Và chúng ta trần đậu Hà Lan quả.
Và thứ tư là cà rốt. Các cụ mợ ơi, thịt sau khi mà chúng ta... thì bỏ được. Chứ không phải là anh Hải thích ăn mì chính đâu, mà nó do thói quen ấy, ăn mà không có mì chính lại thấy nó hơi thiếu thiếu cái gì. Thế nên là vẫn phải cho vào đấy ạ. Rồi, và canh bóng thì nhiều người không cho nước mắm, nhưng mà với cá nhân cháu thì cháu vẫn thích cho nước mắm một chút nhá, để cho nó thơm, nó đậm đà. Thế đây các cụ mợ cho cháu khoảng độ nửa thìa canh thôi. Nửa thìa thôi ạ, chứ không phải đừng cho đến một thìa. Đấy, thế thôi ạ. Đấy. Cho một chút vào, cho một xíu xíu thôi. Để cho nó thơm, cho nó đậm đà. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ thử lại cái nước bóng này. Xem là vừa chưa. Ngon lắm các cụ mợ. Vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đổ ngược lại cái bóng vào đây nhá. Bắt đầu chúng ta sẽ đun sôi nó lên. Trần cái bóng trong cái nước dùng gà, trong nước dùng này. Bản thân cái bóng khi mà chúng ta đã ướp với nước dùng gà thì nó đã ngấm đều cái vị của nước dùng gà và nó đã làm thơm rồi, làm cho miếng bóng đậm đà rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cho vào đây để làm chín bóng luôn nhé các cụ mợ nhé. Tức là chúng ta cho vào nước dùng để chúng ta đun sôi, cho nó sôi lên một chút để cho cái mùi bóng nó tiết ra cái nước dùng, cho nó thơm và nó thơm cái mùi nước bóng ở trong cái nước dùng này, và cho cái bóng nó chín luôn các cụ mợ nhé. Đấy. Các cụ mợ ơi, bóng đã sôi lại như này rồi nhá. Bóng đã chín như này là chín này. Bóng chúng ta làm chín rất nhanh bằng nước trong nước dùng là nó sôi lại như này. Chúng ta sẽ vớt bóng ra luôn nhá các cụ mợ nhá. Đấy, vớt ra luôn. Rồi. Tiếp đó là bây giờ đây. Chúng ta sẽ cho một chút chân tẩy này vào. Đấy, chúng ta sẽ dúng vào đây. Một chút thôi ạ, nhanh thôi ạ. Sẽ bày bát thôi. Đấy. Món canh bóng thả đã xong rồi các cụ mợ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ bày ra bát thôi. Đấy, đầu tiên là 5 canh bóng này, 6 canh bóng này các cụ mợ bày ra bát cho cháu nhá. Cho nó cao lên. Đấy.
Nó đừng cao xòe quá ra ngoài cái miệng bát là được. Đấy, chúng ta sẽ bày 6 cánh bóng vào đây. Ngày xưa có nhà thì người ta không làm như này đâu, người ta cứ cắt nhỏ cho vào bát cũng được. Thế nhưng tuy nhiên nó không đẹp. Đấy. Tiếp đó là các cụ mở cho cháu một ít chân tẩy xuống dưới nhá. Đấy. Bày mấy cái chân tẩy cho nó đẹp. Tìm cái lá lá nó nhìn cho nó đẹp, cho sinh động. Đấy, lá đây. Rồi. Đấy, các cụ mợ nhìn thấy là hấp dẫn chưa? Rồi, tiếp đó là mấy cái hoa lơ. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho thịt nha các cụ mợ nha. Thịt thì chúng ta sẽ cho khoảng độ 6 miếng thôi. Một bát canh chỉ cần lấy thịt là vừa. Các cụ cố gắng bày xòe xòe cho cháu cho nó đẹp. Bày 6 miếng thịt cho nó xòe ra đã. Rồi, ta sẽ cho một nhúm tôm lên trên. Đấy. Cho một hai cái đậu hoa lan vào đây. To quá lại che hết cả hận. Đây, cho vào trong góc này bóng nó vậy. Đấy, bày cho nó xen kẽ màu sắc ạ, cho đẹp. Rồi, chúng ta sẽ bày thêm mấy cánh nấm các cụ mỡ nhá. Bày độ 2-3 cánh nấm. Rồi. Đấy, cái bát bóng cho đã bày xong như này rồi. Chúng ta chỉ việc chan nước và rắc rau mùi lên trên thôi. Đấy, món canh bóng thả đã hoàn thiện như này. Đấy, các cụ mở xem này, có đẹp không? Và bây giờ chúng ta sẽ chan cái nước canh bóng vào trong bát các cụ mợ nhá. Và món canh bóng thả của cháu đã hoàn thành rồi đấy các cụ mợ. Các cụ mợ nhìn thấy không? Thứ nhất là nước dùng nó rất là trong, thơm mùi của tôm khô, của nước dùng gà và của nấm hương, với cả một phăng phẳng vẫn một chút tẹo tẹo của gừng. Thứ hai nữa là các loại rau củ nó chín tới, nó giữ nguyên được màu sắc, và màu sắc nó xen kẽ rất là đẹp mắt. Thứ ba nữa là tôm khô và thịt nó sẽ không bị khô và nó không bị nát, mà rất là ăn miếng vừa ăn. Và cái nước dùng thì là ngọt mát, ngọt của xương thịt và rất là thanh vị. Đó là món canh bóng thả mà các cụ mà nấu xong thì phải đạt được những yêu cầu như vậy thì một bát bóng nó mới ngon. Và hy vọng rằng trong mâm cỗ Tết Tân Sửu nhà các cụ mợ thì cái món bóng canh bóng thả này sẽ xuất hiện trên mâm cỗ của nhà các cụ mợ. Và các cụ mợ cứ làm đi, các cụ mợ sẽ comment ở dưới cái phần khi clip nhà cháu phát ấy. Các cụ mợ thắc mắc cần giải đáp gì thì nhà cháu sẽ giải đáp cho các cụ mợ. Và nhà cháu hy vọng rằng là các cụ mợ sẽ thích cái clip này và các cụ mợ chia sẻ rộng rãi hơn, chia sẻ cho nhiều người biết đến hơn. Nhà cháu xin chào các cụ mợ và hẹn gặp lại các cụ mợ trong những chương trình tiếp theo.